Adama chào em, mùa 19A. Có thể chơi tốt ở hai vị trí LW và LWP, tức là tiền vệ chạy cánh phải hoặc hậu vệ cánh phải. Ở mùa giải 19A này thì ở vị trí LW của anh là 78 và LWP là 64. Mức lương 10, quốc tịch Tây Ban Nha, chiều cao 1m78, cân nặng 72 kg, thể hình to, chân thuận trái 2 và phải 5. Có 4 sao kỹ thuật, chỉ số vận gốc, xỏ bóng, cá nhân, tinh tế và ma tốc độ. Chúng ta sẽ review anh ở vị trí R kép với khả năng tăng tốc là 99 và tốc độ là 98, khéo léo là 87, rê bóng là 92 và giữ bóng là 84, khả năng đặt bóng. Ngoài ra một bộ chỉ số chuyền ngắn, dứt điểm xuất xa, chọn vị trí, tầm nhìn và phản ứng. Khả năng tạt bóng là 76, sút xoáy là 70, giữ bóng 84, khéo léo 87 và thăng bằng là 90, phản ứng 68, sức mạnh là 85, thể lực 77, có khả năng nhảy 77 và sức bình tĩnh là 75. Khi để chào e ở vị trí RV kép thì các bạn để chiến thuật đơn như sau. Đột phá, hỗ trợ phòng ngự cơ bản, đánh chặn thông thường, xâm nhập vòng cấm và chọc khe, công 3 thủ 1. Chào e là cầu thủ có quốc tịch Tây Ban Nha lẫn Mali. Tuy nhiên thì anh đã quyết định thi đấu cho Tây Ban Nha ở cấp độ đội trẻ cũng như là trong thành phần đội tuyển quốc gia. Chaue đã có bàn thắng trong màu áo của đội trẻ U21 Tây Ban Nha. Có bàn thắng trong màu áo của đội bóng Barcelona. Trước khi kinh qua những câu lạc bộ như Pro và năm 2018 thì anh đã chuyển nhượng sang Wolverhampton, đội bóng mới lên hạng lúc đấy, với giá trị chuyển nhượng là 18 triệu bảng. Với thể hình cao chỉ 1m78 nhưng cân nặng 72 kg, cộng với một cơ bắp cuồn cuộn thì Adama Traoré được xem như là một trong những lực sĩ của làng bóng đá thế giới. Khi mà anh có một body như một võ sĩ quyền Anh, một lực sĩ tập gym. Điểm mạnh của Traoré chính là sức mạnh, thể hình, khả năng tăng tốc và tốc độ, kỹ năng giữ bóng tốt, dè dặt. Tuy nhiên đấy cũng là điểm yếu của Adama Traoré khi mà nhiều khi trên sân vì có lối chơi cá nhân và ham dè dặt tốc độ, ám mê trời đã làm lỡ nhịp trận đấu rất nhiều. Tuy nhiên bù lại thì anh lại có một kỹ năng tạt bóng và chuyền cho đồng đội tương đối tốt. Mỗi khi anh dẫn bóng đến vị trí thuận lợi thì những đường tạt của Adman Choe, đặc biệt là bằng chân phải, cực kỳ lợi hại và chính xác. Đây có lẽ là một trong những cầu thủ bóng đá tương đối thú vị. Có nguồn gốc từ Mali cho nên không khó hiểu khi Adman Traoré có nước da đậm chất của người dân châu Phi.
Có lẽ hiếm có một cầu thủ nào vừa có thể đá được vị trí tiền vệ cánh mà lại có thể thi đấu được ở vị trí hậu vệ cánh Yann Man Châu Ê. Điều đấy để nói lên cầu thủ này là một dạng cầu thủ giàu tốc độ và có kỹ năng toàn diện. Tuy nhiên, điểm xuất sắc của anh vẫn chính là ở khả năng tấn công với khả năng đột phá tinh tế và sự cá nhân. Tuy nhiên trong in game thì ở mùa giải 19 PLA chúng ta hoàn toàn có thể điều chỉnh cho Chaue bớt cá nhân. Đường truyền của Chaue tương đối lợi hại, đặc biệt là những cú tắt cánh. Chaue có nét tinh tế của Messi, có sự nỗ lực và thể hình của CR7. Đây là một dạng cầu thủ mà có những nét hào hào giống những siêu sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì bản thân anh lại không phải là một siêu sao. Anh đơn giản chỉ là một cầu thủ nỗ lực trong tập luyện thể hình lẫn việc thi đấu nỗ lực trên sân. Còn tài năng của Chaue thì được đánh giá là ở mức trung bình. 4 sao kỹ thuật cũng giúp cầu thủ này thực hiện được một số những skill cơ bản. Ở mùa giải 19 PLA này khi ép lên mức thẻ cộng 5 thì có 5 sao kỹ thuật. Với sức mạnh về thể hình và thể lực, Man Châu chia chắn bóng rất khéo, kỹ năng đỡ bóng bước một cũng ổn. Khi cầm bóng dê dắt thì bóng tương đối dính chân và bứt tốc nhanh. Khả năng dứt điểm của Chaue thì ở mức trung bình. Anh không quá sắc bén trong những tình huống dứt điểm. Tuy nhiên trong sự nghiệp quốc tế của mình thì Chaue cũng đã có tới hơn 10 bàn thắng ở cấp độ câu lạc bộ lẫn đội tuyển quốc gia. Mặc dù việc anh tham gia vào những tình huống kiến tạo là nhiều hơn là ghi bàn. Ở đây là một cầu thủ rất năng động. Đây là ở mức thiện cộng 5. Bạn thấy là tăng tốc và tốc độ nổi bật kỳ luôn. 110, 111. Khả năng dê bóng thì quá bá đạo. Một cầu thủ to đồ nhưng lại cực kỳ khéo léo và tinh quái. Nếu như Chaue có một hệ thống và một bộ não chơi bóng tốt hơn, thông minh hơn thì có lẽ anh đã là một trong những siêu sao hàng đầu thế giới. Tuy nhiên thì dù anh không toàn diện thì cũng có rất nhiều fan ngưỡng mộ Amman Chaue, đặc biệt là tôi. Được trải nghiệm Amman Chaue mùa giải 19 PLA thật sự là một điều vô cùng thú vị. Rồi các bạn thấy là một tình huống đột phá bằng tốc độ và kiến tạo cho Zaun ghi bàn của Amman Chaue. Đây là một mẫu cầu thủ hoàn toàn có thể xuyên phá hàng phòng ngự đội bạn bằng tốc độ, sức mạnh của mình. Đây là một trong những cầu thủ phá tem đối bạn rất tốt. Sự bùng nổ của Amman Châu đến từ nguồn năng lượng dồi dào của sức mạnh thể hình và cơ bắp. Bạn đã từng chứng kiến Chaue thi đấu trong áo Wolverhampton ở giải Ngoại hạng Anh thì đều thấy là cầu thủ bóng đá nhưng bắp tay của Chaue và vòng ngực tương đối to như một lực sĩ vậy. Và cầu thủ này có một điểm đó là khi ra sân thi đấu thì anh thích servin nóng khung, trông như một huyền thoại icon đến sân vậy.
Và ví von rằng Chao E có thể được xem như là một phiên bản mini của idol icon Didier có thể chấm cho Adman Chao E ở vị trí RB kép mức điểm là 9 trên 10. Rất tuyệt vời các bạn. Đáng để các bạn sử dụng. Cộng với một lương tương đối thấp. Chúng ta đang được trải nghiệm sự tuyệt vời của Adman Chao E. Những tình huống QW sẽ là cơ hội rất tuyệt vời với anh. Cú tạt cánh vỉa bóng mở toang cơ hội ghi bàn cho đồng đội. Sự đa năng là những gì mà Adman Chaoe thể hiện và sự xuất sắc của anh nằm ở chính sự đa năng lên công về thủ nhịp nhàng trong những mẫu cầu thủ hiện đại của bóng đá. Trước đây ngoại hạng Anh cũng đã có một cầu thủ đã từng xuất thân từ vị trí hậu vệ cánh và trở thành một trong những cầu thủ tiền vệ công chạy cánh, tiền đạo sát thủ. Đó chính là cầu thủ của xứ quên Gareth Bale. Và khi mà thành công tột đỉnh thì Gareth Bale đã có tới 3 chức vô địch liên tiếp Champions League cùng với Real Madrid. Rất hay, những đường chuyền của Chao E thật sự là rất toang cơ hội cho các đồng đội. Gôn vơ Phạm Tơn thì có thể nói Adman Chao E chính là một trong những siêu tiền đạo câu lạc bộ này cánh tem của từng trận đấu. Mỗi trận đấu có sự xuất hiện của Chao E trên sân thì các ông lớn đều gặp muôn vàn khó khăn với cầu thủ này. Đánh đầu, tình huống đánh đầu trượt của Ramos.